Shalom. Thầy ngài kính chào toàn thể hội thánh. Thật là vui được gặp lại quý vị trong buổi sáng hôm nay trong chương trình thờ phượng trực tuyến. Đến ngày hôm nay thì chúng ta đã đến tuần thứ tư rồi, đã thờ phượng Chúa trong chương trình trực tuyến. Tôi rất là nhớ quý vị và tôi tin rằng quý vị cũng nhớ hội thánh và rất là mong để chúng ta được tay bắt mặt mừng, được ôm với nhau ở trong ngày thánh nhật. Nhưng mà rất tiếc, hoàn cảnh không cho phép chúng ta vẫn tiếp tục thờ phượng Chúa trong chương trình online như thế này. Dạ, nhưng mà có một điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị để chúng ta được khích lệ và cảm ơn Chúa, vì trong hoàn cảnh khó khăn, trong những hoàn cảnh thật sự là đen tối nhất của cả thế giới, kinh khiếp nhất của cả thế giới, thì bên cạnh đó Chúa vẫn đang làm phép lạ. Bên cạnh đó Chúa vẫn đang làm ơn cho chúng ta. Tôi thật sự là bất ngờ bởi vì hội thánh của chúng ta trong chủ nhật vừa rồi khi chúng ta thờ phượng Chúa, quý vị biết bao nhiêu người đã cùng thờ phượng Chúa chúng ta không ạ? Con số đã lên hơn 12.000 người đã cùng thờ phượng Chúa với chúng ta. Thật là một số rất là bất ngờ phải không quý vị? Trong cái hoàn cảnh khó khăn này, trong cái hoàn cảnh mà dường như là khó để chúng ta gặp lại, thì cảm ơn Chúa, Ngài đã kết nối chúng ta từ các nơi xa gần, ở trong nước, luôn cả ngoài nước, rồi những anh em tín hữu tin lành, rồi những anh em tín hữu công giáo cũng cùng thờ phượng Chúa với chúng ta nữa. Và tôi được biết rằng có những người chưa tiếp nhận Chúa Giêsu cũng thờ phượng Chúa với chúng ta nữa. Và cảm ơn Chúa, qua chương trình trực tuyến đã có người tiếp nhận Chúa. Hãy cùng vỗ tay ngợi khen Chúa với tôi điều này. Và thật sự là hội thánh của chúng ta chưa có chuẩn bị cho cái sự thờ phượng và phục vụ cho số lượng lớn như vậy. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng cảm ơn Chúa qua cái mạng lưới Internet, qua Facebook cũng như qua YouTube, mà những cái chương trình thờ phượng của chúng ta được truyền tải khắp mọi nơi, trong cũng như ngoài nước. Và tôi nghĩ rằng đây là công cụ mà Chúa dùng để sử dụng ở trong hoàn cảnh này. Quý vị có đồng ý không ạ? Dạ, và tôi tin rằng cái ngày mà Chúa Giêsu trở lại, mỗi mắt sẽ nhìn thấy cũng qua cái phương tiện này. Ngày xưa khi chúng ta đọc đoạn thánh đó, chúng ta biết làm sao mỗi mắt trông thấy được. Nhưng mà qua phương tiện này, quý vị ơi, cả 7 tỷ người sẽ nhìn thấy ngày Chúa Giêsu trở lại. Và thật sự tôi muốn thay mặt cho hơn 12.000 những tín hữu xa gần, muốn nói lời cảm ơn đến các bạn ở trong đội thờ phượng đã chuẩn bị rất là tốt để chúng ta có những buổi thờ phượng này. Và cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn IT cũng như là các bạn lo về âm thanh ánh sáng, và đặc biệt là đội ngũ media của chúng ta. Dù là chúng ta chưa có trang bị phải nói là đầy đủ lắm, và cũng phải chưa phải là những dân chuyên nghiệp lắm, nhưng mà các bạn đã làm việc rất là cực lực và đã chuyển tải những hình ảnh và những cái thước phim này đến cho tất cả mọi người ở trong và ngoài nước để có thể tham dự thờ phượng Chúa với chúng ta. Chúng ta có đồng ý không quý vị? Và nếu quý vị đồng ý, xin hãy đánh vào cái chỗ bình luận cảm ơn đội phục vụ. Amen. Dạ, thưa hội thánh, những tuần lễ qua thật sự là những tuần lễ mà tôi dùng cái từ là kinh hoàng, tuần lễ của sự chết chóc, bởi vì số người lây nhiễm, số người chết gia tăng một cách chóng mặt. Và buộc lòng các nguyên thủ quốc gia đã phải ra những cái quyết định táo bạo mang tính sống còn của đất nước, đó là phong tỏa, cách ly từ nhà này qua nhà khác và từ người tới người khoảng cách 2 mét để bảo đảm sự an toàn cho mỗi một người dân ở trên đất này. Nhưng cảm ơn Chúa, dù là lệnh cách ly của các nguyên thủ quốc gia, nhưng mà Cha Thiên Đàng của chúng ta thì không có ra lệnh cách ly. Cho nên chúng ta vẫn được phép đến gần với Ngài. Và cảm ơn Chúa, trong thời gian cách ly người với người thì tôi lại có cơ hội được gần với Chúa nhiều hơn. Và trong những thời giờ cầu nguyện với Chúa thì tôi lại được Chúa dạy dỗ rất là nhiều điều ở trong lời của Chúa. Và có một đoạn kinh thánh, có một câu chuyện mà tôi đã được Chúa nhắc nhở và dạy dỗ, và bỗng nhiên có những sự soi sáng rất là lạ lùng ở trong đoạn kinh thánh này. Và tôi tin rằng đây là điều mà Chúa muốn tôi chia sẻ lại cho quý vị buổi sáng hôm nay, và rất mong rằng nó sẽ là một sự an ủi, khích lệ mỗi lòng của chúng ta khi mà chúng ta lắng nghe lời Chúa trong buổi sáng hôm nay. Câu chuyện đó được chép ở trong Đa-ni-ên đoạn 3. Câu chuyện này hơi dài nhưng mà tôi có thể kể lại cho quý vị. Đây là một câu chuyện đã được ký thuật lại trong sách Đa-ni-ên đoạn 3. Chúng ta cùng mở trong sách Đa-ni-ên đoạn 3 và tôi sẽ tóm tắt lại câu chuyện này.
Đây là câu chuyện mà vị vua tên là Nebuchadnezzar đã bảo người ta xây dựng một cái pho tượng, bề dài, bề cao của nó là 27 mét, bề ngang của nó là 2,7 mét. Và sau khi ông ra lệnh để xây dựng pho tượng này, và đến cái ngày khánh thành thì ông mời tất cả những cái quan cận thần, quan cai của hàng tỉnh, những luật gia và những thủ kho và tất cả mọi người đến để cùng ăn mừng lễ khánh thành này. Và với một cái lệnh của ông đưa ra là sau khi cái tiếng tù và, tiếng trống, tiếng đàn lia, tiếng sáo thổi lên thì tất cả mọi người dân, mọi ngôn ngữ, mọi quốc tịch đều phải quỳ xuống để mà quỳ lại cái pho tượng này. Và sau khi mà lệnh vua ban như vậy thì tiếng tù và, tiếng trống được thổi lên thì tất cả mọi người đều sắp mình xuống pho tượng đó để mà thờ lại. Duy chỉ có 3 người đã đứng thẳng và không quỳ lại. Và những người canh đê họ thấy như vậy nên định chạy đến với Nebuchadnezzar và nói rằng: vua ơi, lệnh của vua đã được ban ra, nhưng mà có 3 người Hebrew, hay gọi hơn là dễ hiểu là người 3 người Do Thái, là những, lại không chịu quỳ gối. Ông vua rất là tức giận và đến với 3 vị quan thần cận thần này và hỏi lý do. Mặc dù ông rất là tức giận nhưng mà ông vẫn cho họ cơ hội. Bây giờ ta sẽ cho tù và, tiếng đàn, tiếng trống thổi lên và các anh hãy quỳ xuống thì coi như chuyện cũ bỏ qua, không nhắc tới. Nhưng mà nếu các anh không quỳ á thì các anh sẽ bị văng vào lò lửa. Ông vừa nói xong thì ba chàng trai trẻ này liền trả lời một cách rất là khẳng khái: thưa bệ hạ, chúng tôi sẽ không quỳ lại và phục vụ tượng thần của vua đâu. Và Chúa, Ngài sẽ cứu chúng tôi ra khỏi lò lửa. Và vừa nói xong thì họ lại: nhưng nếu mà Chúa không cứu á, thì tôi xin nói với vua rằng chúng tôi cũng sẽ không thờ lại và quỳ lại trước tượng thần của vua. Ông vua tái mặt, tức giận, bởi vì giống như một tát nước lạnh mà tát vào mặt ông, bởi vì ông đã cho họ cơ hội. Nhưng mà dường như họ không biết chụp bắt cơ hội, họ lại còn tiếp tục căng thẳng và dứt khoát không quỳ lại. Thế là vua ra lệnh trói 3 người này và quăng vào trong lò lửa và tăng lửa lên gấp 7 lần. Và lệnh của vua ban thì những cái người lính quăng họ vào thì chết ngay tại chỗ bởi vì lửa quá nóng. Nhưng mà vua rất là bất ngờ khi nhìn vào trong lò lửa thì thấy wow, ông mới xoay qua lại: các ngươi thấy mấy người trong đó, 3 hay là 4? Thì họ nói là 3, nhưng mà ta nhìn thấy là 4. Và có một người giống như là con trai của các vị thần, và 4 người đó đang đi qua đi lại ở trong lửa. Và thế là vua ra lệnh dừng lại và cho 4 người đó đi ra. Và quả thật như vậy, họ không có bị cháy, họ không có bị xém gì cả từ đầu cho đến chân. Và sau đó thì cũng chính vì vua đó, ông đã ra một cái chiếu chỉ hết sức là bất ngờ: không ai được quyền đụng đến Đức Chúa Trời của 3 người này. Và nếu ai đụng tới thì nhà đó trở nên đóng phân. Và 3 vị quan cai tỉnh Babylon này được thăng chức. Một câu chuyện đầy kịch tính và rất là hấp dẫn, và tôi đã đọc đi đọc lại trong những ngày vừa qua. Và buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng quý vị suy gẫm đoạn kinh thánh này với chủ đề khi con bước qua lửa. Xin cùng nói theo tôi: khi con bước qua lửa. Một lần nữa: khi con bước qua lửa. Vì có nhiều cái điều mà Chúa dạy dỗ và thời lượng tôi chỉ được có 30 phút thôi, nên tôi cố gắng hết sức để có thể chia sẻ những gì mà Chúa dạy cho tôi. Mà nếu không đủ thì tôi mong rằng tuần tới chúng ta sẽ gặp lại với đoạn kinh thánh này. Dạ. Và điều đầu tiên mà tôi cùng muốn học với ông bà chị em ở tại đây đó là: thứ nhất đó là đức tin luôn bị thách thức.
Thưa hội thánh, đức tin luôn bị thử thách. Trong cuộc sống của chúng ta có những nan đề tốt và có những nan đề xấu. Có những nan đề tưởng chừng như là bất hạnh, nhưng đằng sau nó lại là phước hạnh. Nhưng mà không phải tất cả những nan đề nào xảy ra trong cuộc đời của chúng ta cũng đều do chính mình gây ra. Nhưng có những nan đề nó xảy ra là bởi vì do người khác gây ra. Và chúng ta phải là người chịu ảnh hưởng, chúng ta phải là người chịu khó khăn bởi vì một sai lầm chủ ý hay vô ý của một người nào đó và đã ảnh hưởng đến mình. Cho nên cổ nhân có câu là tai bay vạ gió, có nghĩa là tai họa bất ngờ. Cũng giống như cơn đại dịch mà chúng ta và cả thế giới đang đối diện. Có nhiều người nó giống như là ở đâu rớt xuống. Bắt đầu thì báo chí cho biết rằng virus nó xuất hiện từ ở tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Và từ đó người ta khoanh vùng lại đó là, sau đó là chợ hải sản. Bởi vì chính bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã qua đời cách đây 2 tháng, là người đã cảnh báo cho mọi người biết rằng có virus corona ở tại đó. Nhưng mà cuối cùng bây giờ người ta cũng không biết là nó đến từ đâu. Tại vì vô chợ hải sản rồi, vô chợ hải sản rồi, ở tại Vũ Hán rồi thì đâu phải là con người nào đâu. Cho nên đôi khi không giải thích được, người ta đổ thừa cho động vật thì vẫn tốt hơn. Tại vì động vật không biết trả lời. Nhưng mà thật sự ai đó cũng đã biết rằng có một thế lực nào đó, có một con người nào đó là nguyên nhân. Và câu hỏi được đặt ra là ai đứng đằng sau việc này mà đã khiến cho cả thế giới của chúng ta 7 tỷ người đều sợ hãi. 7 tỷ người trên cả hành tinh này đều khủng khiếp vì nó. Và chúng ta thấy điều này đã làm một cái sự kinh hoàng cho cả thế giới. Thưa quý vị, và câu chuyện mà chúng ta học buổi sáng hôm nay cũng giống như vậy. Nebuchadnezzar là người đã cố gắng để dựng nên một cái pho tượng chiều dài, chiều cao 27m, chiều ngang 2m7. Để làm gì vậy? Để chứng tỏ mình là vua hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Để chứng tỏ ông là vị vua cai trị cả thế giới thời bấy giờ. Với sự ngạo mạn đó, Nebuchadnezzar bắt buộc tất cả mọi người đều phải quy lại trước pho tượng mà ông đã dựng nên. Thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta có đôi khi chúng ta đứng trước có 2 sự lựa chọn. Một là sống, 2 là chết. Chúng ta đứng trước những sự lựa chọn rất là khó. Và ba bạn Daniel cũng vậy. Họ đã phải đứng trước sự lựa chọn. Một là sống, 2 là chết. Một là quỳ gối, 2 là đứng thẳng. Một là sống công chính, 2 là sống bất chính. Một là xuôi theo dòng nước, 2 là đi ngược lại dòng nước. Một là sống với đức tin, 2 là sống bằng mắt thấy. Một là thỏa hiệp, 2 là sống theo tội lỗi. Cả đám đông họ chọn quỳ gối. Cả thế giới họ chọn quỳ gối. Nhưng mà chỉ có 3 người bạn này chọn đứng thẳng. Thưa quý vị, đây là những điều rất là khó cho cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Tôi được nghe những câu chuyện kể trong lúc mà nước Ý là một trong quốc gia mà bùng phát dịch nhiều nhất, thì các y bác sĩ là những người có quyết định để cho phép ai được sống và ai chết, bởi vì ống thở không có đủ. Nhưng có một vị linh mục lớn tuổi, câu chuyện mà tôi rất là cảm động, ông đã nói với bác sĩ rằng hãy để cái ống thở này dành cho người trẻ hơn, họ cần được sống. Tôi đọc câu chuyện đó lòng tôi cảm động. Thưa quý vị, đứng trước những cái quyết định sống còn, chúng ta sẽ quyết định như thế nào? Ở trong những sự lựa chọn mà niềm tin của chúng ta bị thách thức, chúng ta sẽ như thế nào? Tôi không biết lý do tại sao tôi được thôi thúc để chia sẻ đoạn kinh thánh này. Và trong lòng của tôi được nhắc nhở, có rất là nhiều người đang nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay đang đứng trước sự lựa chọn.
và không biết mình phải lựa chọn điều nào. Và thưa quý vị, tôi mong rằng lời này buổi sáng hôm nay sẽ đem đến một sự quyết định đúng đắn cho quý vị. Đứng trước sự lựa chọn, một là thờ Đức Chúa Trời, hai là thờ tà thần, thì chúng ta sẽ chọn lựa như thế nào? Ba bạn Daniel đã lựa chọn điều khó chứ không phải lựa chọn điều dễ. Họ tha chết chứ không cúi đầu. Họ chọn thờ phượng Chúa. Họ là ai vậy quý vị? Đây là bạn của Daniel. Nếu chúng ta đọc ở trong đoạn 2 thì chúng ta sẽ biết ba người bạn này là người bị bắt làm nô lệ. Họ là những người đã đồng ý với Daniel là không ăn đồ của vua ăn, không uống rượu của vua uống. Bởi vì theo phong tục của người quốc gia thời bấy giờ là tất cả những đồ của vua ăn đều phải cúng cho tà thần. Cho nên họ muốn giữ mình không bị ô uế bởi đồ vua ăn và họ đã quyết định không làm điều đó. Và sau 10 ngày thì vị quan chăm sóc họ thấy rằng họ vẫn hồng hào, vẫn khỏe mạnh. Và sau đó thì họ được vời vào để phục vụ cho vua. Họ là những người phục vụ vua. Họ là những người giúp đỡ vua. Nhưng mà ở tại đây họ quyết định trái mạng vịnh vua. Vì sao vậy? Bởi vì những yêu cầu của vua nó vượt quá thẩm quyền của ông. Những yêu cầu của vua vượt quá lời của Đức Chúa Trời và không cho phép một người tin Chúa quỳ lại trước tà thần. Cho nên họ chọn lựa thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Thưa quý vị, thưa hội thánh, một thách thức rất là lớn giữa cái sống và cái chết, giữa cái gật đầu và giữa cái lắc đầu, chúng ta sẽ chọn lựa như thế nào? Tôi được nghe một đệ tử Chúa làm chứng lại rằng một lần kia khi ông bị bắt vì tội giảng đạo, sau nhiều ngày làm việc tra hỏi đủ điều, bị dọa nạt, bị khủng bố tinh thần và yêu cầu anh phải ngưng trong việc truyền đạo, nhưng mà đệ tử của Chúa vẫn dứt khoát là không, bởi vì đây là sự kêu gọi, bởi vì đây là sứ mạng mà Chúa đã dành cho ông. Và sau nhiều ngày làm việc thuyết phục không được, thì sáng hôm đó vị cảnh sát mới nói với đệ tử Chúa như thế này: anh có hai lựa chọn. Một là anh ngưng việc giảng đạo thì anh được tự do ra khỏi chỗ này. Hai là anh sẽ ở tù nếu không ngưng giảng đạo. Anh chọn. Và vị đệ tử của Chúa đã trả lời thẳng thắn ngay lập tức với vị cảnh sát: như tôi đã nói với ông, giảng đạo đó là mạng lệnh của Chúa, giảng đạo đó là sự kêu gọi Chúa dành cho cuộc đời của tôi, và tôi thà ở tù chứ không thể không giảng đạo. Wow, vị cảnh sát đó rất là giận, ông đập bàn, nói điên, ông điên rồi, và ông bỏ ra ngoài. Và vì đệ tử Chúa ông ngồi chờ, ông nghĩ rồi mình sẽ ở tù, và ông sẵn sàng để ở tù. Nhưng mà thật là lạ lùng, thật là bất ngờ, sau 10 phút ngồi chờ đợi thì một người khác vào và nói rằng: anh đi về đi, chúng tôi không muốn gặp anh nữa. Và tôi nghe câu chuyện đó và tôi thật sự kính nể đầy tớ của Chúa đứng trước sự chọn lựa: một là ngưng giảng đạo, hai là ở tù. Nhưng ông đã quyết định thà ở tù chứ không ngưng giảng đạo. Một câu chuyện khác nữa mà tôi được nghe và tôi cũng cảm thấy rất là khâm phục. Đứng trước sự lựa chọn, có những người đã những lựa chọn một cách rất là khôn ngoan. Một người đã tiếp nhận Chúa và gia đình của anh bắt bớ ông rất là nhiều và muốn ông ngưng ngay bởi vì gia đình của ông không thờ phượng Chúa. Nhưng ông nói với mẹ ông rằng: mẹ ơi, cuộc đời của con tội lỗi mẹ cũng đã biết rồi. Con hư đốn mẹ cũng biết rồi. Con xấu xa mẹ cũng biết rồi. Gia đình con không hạnh phúc, nhưng mà từ khi tiếp nhận Chúa Giê-xu, Chúa biến đổi cuộc đời của con. Gia đình con được hạnh phúc và mẹ cũng thấy con bỏ rượu, bỏ thuốc. Con không thể nào bỏ Chúa được mẹ.
Mẹ ông rất là giận, bởi vì ông là con trai trưởng ở trong nhà. Và sau nhiều ngày thuyết phục, sau nhiều tháng thuyết phục, đủ điều hết, nhưng ông vẫn nói là mẹ, con không thể nào bỏ Chúa được. Thì bà đưa ra một tối hậu thư. Một là con sẽ hưởng gia tài này nếu con bỏ Chúa. Còn hai là con như mẹ không hề có con. Hãy chọn lựa. Và bà nghĩ rằng chính con trai của bà sẽ ở lại với bà và sẽ nhận lấy gia tài cũng khá lớn. Nhưng cuối cùng, tôi tin rằng quý vị biết câu trả lời. Ông đã khẳng khái và trả lời với mẹ ông: mẹ, cảm ơn vì gia tài của mẹ để dành cho con. Cảm ơn vì tấm lòng của mẹ dành cho con. Con muốn để gia tài này cho các em. Con sẽ không nhận nó. Con sẽ đi với Chúa. Con sẽ thờ phượng Chúa, bởi vì Chúa đấng đã cứu rỗi linh hồn con. Cảm ơn mẹ. Wow, bà mẹ giận tái mặt, nhưng mà cũng không biết làm sao hết. Tôi muốn rút ngắn câu chuyện ở tại đây. Quý vị biết điều gì xảy ra không? Sau đó một thời gian, qua đời sống của ông, đã bắt phục mẹ ông từ một con người thờ cúng, từ một con người đồng cốt, bà đã quay trở lại tiếp nhận Chúa và thờ phượng Chúa. Cho nên tôi rút ra được một câu cho chân lý của cuộc đời tôi: ai đã quỳ gối đủ với Chúa sẽ đứng thẳng trước con người và năng đầy. Nếu quý vị amen, xin hãy đánh vào chỗ bình luận amen. Ai đã quỳ gối đủ với Chúa thì sẽ đứng thẳng trước con người và trước những năng đầy. Tôi cầu xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị sẽ vượt qua những bài kiểm tra về đức tin của chúng ta. Và tôi ước mong rằng tất cả chúng ta sẽ được Thiên Sứ cho mình điểm 10 cộng. Và giờ này tôi muốn để vài phút để cầu nguyện cho ai đó trong quý vị đang có sự tranh chiến ở trong đời sống của mình, đang không biết phải chọn lựa điều nào. Quý vị, đây là giờ phút mà tôi muốn quý vị hãy để cúi đầu xuống và hãy để vài phút và cầu nguyện. Tôi được biết có những người không được thờ phượng Chúa giống như chúng ta, bởi vì họ bị bắt bớ. Họ không có được truyền hình trực tiếp như thế này. Họ không có được mạng lưới Internet. Và thậm chí họ không được thờ phượng Chúa như chúng ta ở tại đây. Xin hãy cầu nguyện cho những con người đó. Và nếu có ai trong quý vị đang đối diện với sự tranh chiến ở trong lòng của mình, mà không biết rằng mình phải chọn lựa điều nào là điều đẹp lòng Chúa, đúng đắn trước mặt Chúa, thì quý vị hãy cúi đầu Chúa trước ngai của Chúa trong giờ này. Tôi cầu nguyện cho quý vị. Thưa Cha yêu quý của con, không biết lời này không phải là đến từ con mà đến từ Chúa. Và con biết rằng anh em con, những người đang thờ phượng Chúa tại đây, đang đối diện với những sự tranh chiến, với những thách thức của niềm tin của mình trước một thế giới vô tín và không biết Ngài. Và Chúa ơi, con cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ cho đức tin của mỗi anh em của chúng con sẽ vượt qua được thách thức này. Xin Chúa cho anh em của con quyết định chọn lựa sống cho Chúa, quyết định chọn lựa thờ phượng Chúa, quyết định chọn lựa bước đi với Ngài. Con cảm ơn Ngài. Xin giúp cho anh em con vượt qua được thách thức này, vượt qua được những khó khăn này, và sẽ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, chúng con sẽ thờ phượng Ngài. Dầu những cám dỗ, dầu những thách thức ở trước mắt chúng con, dầu những quyền lực đang ở trước mắt chúng con, xin cho chúng con mỗi người đều có một quyết định giống như ba bạn Daniel, là sẽ tha vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ hai mà tôi muốn cùng học với quý vị trong buổi sáng hôm nay, đó là thử thách càng tăng, đức tin càng cao. Sau khi lệnh của vua đưa ra, sau khi những tiếng đàn, tiếng trống, tiếng nhạc thổi lên, thì ba bạn của Daniel vẫn đứng đó. Và có người đến báo tin cho Nebuchadnezzar, và ông rất là tức giận. Nếu quý vị đọc kỹ ở trong Daniel đoạn 3, từ câu 13 đến câu 15, chúng ta sẽ thấy ông rất là tức giận. Nhưng mà
ông dường như đã nuốt cái cục tức vào trong cái cổ của mình. Dường như có một sự nhượng bộ nào ở trong đó, bởi vì lệnh của vua nè, không có cúi đầu là sẽ bị quăng vào lò lửa. Nhưng mà khi nghe đến ba người bạn của Daniel thì dường như là ông có tức, nhưng mà ông nuốt cái cục tức lại. Và dường như ông nói một cách rất là nhẹ nhàng: bây giờ nếu tiếng kèn, tiếng trống thổi lên, các khanh quỳ gối xuống, coi như chuyện cũ bỏ qua. Nhưng mà nếu các khanh không có quỳ gối thì ta sẽ quăng các khanh vào trong lò lửa để xem coi thần nào cứu các khanh. Thì ở trong câu 13, câu 15 thì chúng ta thấy ba bạn của Daniel đã trả lời gì. Họ nói trả lời ngay lập tức: Sarerach, Mesach, Abednego thưa với vua, tâu vua Nebuchadnezzar, chúng tôi không cần trình lại với vua vấn đề này. Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa thì thưa đức vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và thoát khỏi tay vua. Quý vị, một câu chuyện đầy kịch tính đúng không ạ? Hết sức là hồi hộp. Và tôi có thể nói quý vị rằng lửa đang chuẩn bị tăng lên gấp 7 lần thì đức tin của ba bạn này cũng được tăng lên gấp 7 lần. Lý do tại sao họ không có chịu theo ý vua khi vua cho họ cơ hội? Lý do tại sao họ không có quỳ lại khi mà vua nhượng bộ? Lý do rất là đơn giản ở đây, đó là họ sẽ không quỳ lại bởi vì họ tin Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ. Điều thứ hai, họ không muốn phạm tội với Chúa, bởi vì nếu mà quỳ lại trước pho tượng đồng nghĩa với việc họ đã chối Chúa rồi. Và đức tin của người Cơ Đốc không cho phép chúng ta làm điều đó. Và ba bạn đã nên cũng đã quyết định không làm như vậy. Quý vị đọc kỹ đi. Ở tại đây tôi thấy rất là thích thú, như tôi đã nói, vì tôi đọc đoạn Kinh Thánh rất nhiều lần. Nhưng mà khi Chúa mở mắt thì tôi nhìn thấy, wow, quý vị có thấy ở đây tại đây có hai đức tin không ạ? Có hai loại đức tin. Tôi có thể đặt cái tên đầu tiên đó là đức tin của sự xác quyết. Ở trong câu thứ 16-17, Sa-đơ-rắc, Mê-sác, Abednego thưa với vua, tâu vua Nebuchadnezzar, chúng tôi không cần trình lại với vua vấn đề này. Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa thì đức vua ơi, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua. Chúng thấy rõ ràng một cái đức tin rất là xác quyết, một đức tin rất là mạnh mẽ. Họ tin rằng Chúa sẽ cứu họ, họ tin rằng Chúa sẽ giải cứu họ thoát ra khỏi tay của vua. Họ tin rằng Chúa sẽ cứu họ ra khỏi lò lửa hực. Nó cũng giống như đức tin của tôi và quý vị đang có vậy. Chúng ta tin rằng Thi Thiên 91 Chúa nói gì? Không có tai họa nào ở đến gần chúng ta được. Không có dịch lệ nào đến gần chúng ta được. Và trong Ê-sai 43 câu 1 câu 2, lời của Chúa nói gì? Khi con lội qua sông, sông không có nhấn chìm con được. Khi con bước qua lửa, lửa chẳng làm gì con được. Chúng ta tin. Và quý vị, đó là đức tin mà chúng ta đang có. Tôi rất là vui và rất là tự hào vì đức tin của quý vị. Đó là đức tin mà mỗi người chúng ta tin rằng Chúa sẽ cứu chúng ta. Chúng ta tin rằng Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta. Chúng ta tin rằng Chúa sẽ bảo vệ chúng ta vì lời của Chúa Ngài đã nói như vậy. Xin hãy nói người kế bên quý vị đi: chúc mừng bạn, một đức tin rất là tuyệt vời. Và chính đức tin này đã khiến cho chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi, không quý vị? Thế giới nào sợ hãi, thế giới bất an, nhưng mà chúng ta vẫn bình an. Amen. Chính đức tin này đã khiến cho chúng ta vẫn thờ phượng Chúa trong suốt 4 tuần qua, dầu chúng ta không gặp mặt nhau, chúng ta vẫn thờ phượng Chúa. Và chúng ta vẫn tin rằng Đức Chúa Trời đang tẩy trị. Ngài có quyền để làm cho ngưng cơn bão này. Ngài có quyền để làm ngưng dịch lệ này. Bởi vì Chúa vẫn đang tẩy trị. Chúng ta tin điều đó. Và ba bạn nên cũng tin giống như vậy. Và tôi mong rằng đức tin này sẽ luôn ở với mỗi chúng ta. Nhưng mà cái đức tin kế tiếp mà tôi nhìn thấy ở trong đoạn Kinh Thánh này và trong ba người bạn này, tôi gọi đó là đức tin phi thường. Quý vị đọc câu 18 cho chúng ta xem họ nói gì. Còn nếu Ngài không cứu, ở câu 17 họ nói gì? Chúa chắc chắn cứu đúng không ạ? Chúa chắc chắn cứu chúng tôi, cho nên chúng tôi không có quỳ lại đâu. Vua đừng có mơ.
Nhưng mà vừa nói xong họ nói câu thứ 18: nếu còn nếu ngài không cứu thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phục vụ các thần của các vua và không thờ lại pho tượng mà vua đã dựng. Wow, quý vị hãy nói theo tôi là wow, wow. Tôi phải nói rằng đức tin này quá sốc luôn quý vị. Ban đầu họ nói chúa cứu, sau khi nói xong rồi, nhưng mà tôi nói cho vua nghe, nếu mà chúa không cứu thì chúng tôi cũng không quỳ lại pho tượng đó đâu, chúng tôi vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên tôi nói tại đây cái đức tin này nó vượt hơn cái đức tin xác quyết trước đó. Tôi không dám gọi đức tin bình thường, nhưng mà cái đức tin đầu cũng là đức tin xác quyết rồi, nhưng mà nó mạnh mẽ hơn, nó chắc nịch hơn. Tôi có thể nói là đức tin này làm cho ma quỷ vã mồ hôi khi nghe cái câu này, tay chân ma quỷ run luôn. Và tôi nghĩ là nó chạy mất dép bởi vì cái lời công bố rất là đầy xác quyết của ba người bạn này. Và quý vị, khi mà nghe cái lời tuyên bố này, tôi cảm thấy thiên đàng đang, các thiên sứ đứng dậy hết và vỗ tay và dậm chân. Wow! Wow! Và họ nói wow! Họ rất là bất ngờ bởi vì một loại đức tin chưa bao giờ thấy. Nếu Chúa không cứu, tôi thích cái câu này quý vị. Nếu Chúa không cứu thì chúng tôi cũng không thờ lại, không quỳ lại và không phục vụ thần của vua. Quý vị, chúng ta tin rằng Chúa cứu. Amen. Nhưng nếu Chúa không cứu thì sao? Đấy là điều mà tôi được nhắc nhở. Nếu Chúa không chữa lành thì sao? Nếu Chúa không cung ứng thì sao? Nếu Chúa không làm phép lạ thì sao? Nếu Chúa không mở đường thì sao? Tôi và quý vị vẫn còn tiếp tục thờ phượng Chúa không? Nếu có một ai đó trong chúng ta bị nhiễm COVID-19 thì sao? Đức tin của chúng ta như thế nào? Wow, thật là tuyệt vời. Tôi thật sự được nhắc nhở, được dứt giấy. Nếu Chúa không làm phép lạ thì sao? Chúng ta vẫn còn yêu Chúa, chúng ta vẫn còn thờ phượng Chúa, chúng ta vẫn còn trung tín với Chúa. Thưa quý vị, vàng sẽ trở nên vàng ròng khi được qua lửa. Quý vị amen tôi không ạ? Giớp ông nói gì ở trong sách Giớp đoạn 23 câu 10: nhưng Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã rèn luyện tôi sẽ ra như vàng. Vàng ròng khi nào? Những cái chất tạp nó sẽ ra khi mà có lửa đó. Và Giớp đã nói như vậy: Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài thử rèn tôi sẽ như ra vàng. Tiến sĩ Norman Vincent, ông đã nói như thế này: những thử thách trong cuộc sống không sinh ra để hủy hoại bạn, mà để tạo nên con người bạn. Quý vị, những thử thách trong cuộc sống không sinh ra để hủy hoại chúng ta đâu, nhưng mà để tạo nên con người của chúng ta. Những khó khăn, những thử thách, những hoạn nạn, những điều đang xảy ra, quý vị, nó không có hủy diệt chúng ta đâu, nhưng mà sẽ tạo nên một con người cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, trung tín hơn, vững vàng hơn. Người ta thường nói có khó khăn mới biết bạn thật hay là bạn giả. Ba bạn đã nên vốn là người có đức tin, nhưng mà khi qua lửa thử thách thì đức tin họ có cơ hội được mạnh mẽ hơn và được cho mọi người thấy. Thưa quý vị, trong cơn đại dịch, có nhiều người nói, wow, chuyện gì sẽ xảy ra? Hội thánh sẽ như thế nào? Những tín hữu sẽ như thế nào? Có nhiều người lo lắng. Nhưng mà tôi thật sự, thưa quý vị, tôi không một chút lo lắng, bởi vì tôi biết hội thánh qua lửa sẽ trở thành hội thánh thật của Đức Chúa Trời. Qua lửa này, qua cơn đại dịch này, mình biết ai là người thờ phượng Chúa thật.
không được nhóm chúng ta tại nhà, thì họ có phải là người thờ phượng Chúa hay không? Và tôi rất là vui bởi vì quý vị đang thờ phượng Chúa với tôi. Quý vị là người thờ phượng thật, người là yêu mến Chúa thật. Dù quý vị không được nhóm chúng ở tại trong nhà thờ, chỉ nhìn nó trong màn hình này thôi, quý vị vẫn là người đang thờ phượng Chúa. Cho nên tôi không hề lo lắng, bởi vì tôi biết rằng qua lửa sẽ giúp cho hội thánh càng tinh rồng hơn, sẽ giúp cho các tín hữu càng mạnh mẽ hơn. Và theo như đánh giá của rất là nhiều người viết lịch sử hội thánh, họ đều đánh giá như thế này: những nơi nào càng thử thách, càng bất bớ, thì lòng yêu Chúa ở tại nơi đó lại càng được gia tăng, hội thánh được tăng trưởng nhiều hơn. Cho nên đôi khi có những cái khó khăn như thế này, đôi khi có những cái dịch lệ xảy ra thế này, thì mới biết được ai là người thật sự yêu mến Chúa. Tôi mong rằng tôi và quý vị sẽ bày tỏ với Chúa rằng: Chúa ơi, chúng con sẽ trở nên vàng rồng ở trong thử thách này. Tôi thật sự là bất ngờ quý vị, rất là bất ngờ, bởi vì trong suốt những từng lễ qua tôi nhận email, tin nhắn và luôn cả những cuộc điện thoại. Có nhiều nó không nhóm lại thế này rồi, người ta có còn yêu Chúa không, người ta có còn phục vụ Chúa không, rồi sự dâng hiến như thế nào. Tôi thật sự bất ngờ bởi vì có người đã gọi điện thoại cho tôi và nói rằng: mục sư ơi, em muốn dâng hiến, dâng ở đâu? Có người email cho tôi nói rằng: mục sư ơi, tôi có một số tiền muốn gửi cho các đầy tớ của Chúa, những người khó khăn, những người nghèo, mục sư ơi có thể chuyển đến cho họ giùm tôi không? Tôi không cần biết, không cần nhắc đến tên tuổi của tôi. Tôi nói: vào một tin lành truyền thống chính thống, không cần nhắc đến tên tôi. Và có người nói: mục sư ơi, con có gạo giúp cho người nghèo. Và họ đã chuyển gạo đến nhà thờ để chúng tôi có thể chuyển đến cho người khác. Quý vị, ngay cả trong khó khăn, khi mà chúng ta yêu Chúa, chúng ta muốn phục vụ Chúa, thì vẫn có cách để chúng ta phục vụ Chúa. Quý vị amen thì xin hãy viết vô chữ bình luận amen. Và thậm chí có người gọi điện thoại cho tôi hỏi: mục sư ơi, em vừa bán nhà xong, em muốn dâng tiền để xây nhà Chúa. Wow. Quý vị, mục sư cho em hỏi, em có dâng được không mục sư? Và có một người nữa gọi điện thoại cho tôi nói: mục sư ơi, bản vẽ nhà thờ xong chưa, giấy phép nhà thờ xong chưa? Bởi vì người đó biết rằng tôi đang chuẩn bị để xây nhà thờ cho người Hờ Mông. Ngay ở trong cơn đại dịch này vẫn suy nghĩ đến công việc Chúa, vẫn muốn dự phần hầu vì Chúa, và vẫn muốn dâng hiến cho công việc Chúa. Cho nên tôi nói ông bà cho em rằng đại dịch nó sẽ bày tỏ chính chúng ta là ai. Lửa sẽ chỉ cho mọi người biết chúng ta là ai. Chúng ta là người yêu Chúa, quá lửa sẽ yêu Chúa nhiều hơn. Chúng ta là người trung tín, chúng ta là muốn người dược vần hầu Chúa, thì quá lửa cũng sẽ giúp cho chúng ta làm tốt hơn nữa. Có một điều tôi muốn nói thật, quý vị có buồn tôi không? Nếu vì không buồn xin đánh vô chữ bình luận là không buồn mục sư đâu. Tôi sẽ nói thật. Nếu bạn không yêu Chúa đủ, nếu bạn là người không thờ phượng Chúa thật, thì xin thưa quý vị, ngay cả khi quý vị ở một quốc gia tự do, một chỗ tự do, các bạn cũng không có mặt ở trong buổi thờ phượng Chúa đâu. Chứ đừng có nói là ô nhóm online khó nhóm quá. Nếu các bạn thật sự là người yêu Chúa và muốn dâng hiến cho Chúa và muốn phục vụ Chúa, quý vị có đủ mọi cách để chúng ta có thể dự phòng. Cho nên tôi muốn nói một lần nữa rằng bạn là ai, lửa sẽ chỉ ra. Bạn là người như thế nào, lửa sẽ chỉ ra. Cho nên xin Chúa dùng điều này buổi sáng hôm nay để nhắc nhở cho mỗi người trong chúng ta. Tôi cầu nguyện để khi mà lửa gia tăng thì đức tin của chúng ta sẽ được gia tăng. Sau đại dịch, có người phỏng đoán là sự đói kém. Sau đại dịch, có người phỏng đoán là sẽ có đến suy thoái về kinh tế. Sau đại dịch, có thể đó là chiến tranh, và có thể là nhiều điều khác xảy ra nữa. Nhưng quý vị, tôi cầu nguyện để tất cả mọi chúng ta sẽ sẵn sàng giống như tinh thần của ba bạn của Daniel. Hãy lửa càng tăng thì đức tin của chúng ta lại cũng càng tăng thêm. Lòng yêu Chúa của chúng ta sẽ được thêm lên nữa.
Ngay cả khi chúng ta bước qua lửa, chúng ta chẳng sợ bởi vì Chúa ở với chúng ta. Tôi cầu nguyện để tất cả mọi người trong chúng ta sẽ có đức tin của ba bạn, của Daniel. Chúng ta đang sở hữu đức tin nào? Đức tin xác quyết hay là đức tin phi thường? Tôi mong rằng mỗi người chúng ta sẽ cầu nguyện để Chúa cho mình có một đức tin mạnh mẽ giống như ba bạn Daniel. Để rồi dầu ở trong lửa như thế nào, ở trong hoàn cảnh như thế nào, ở trong cái sự khó khăn thế nào, thì đức tin của chúng ta sẽ không dời đổi. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Và tôi mong rằng sẽ gặp lại quý vị trong tuần sau để tiếp tục câu chuyện còn lại. Amen.